Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các vụ án của Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng cần được xem xét lại. Ngày 6 tháng 8, luật sư Ngô Ngọc Trai có bài viết với tựa đề Nhà nước nên ân xá cho Nguyễn Văn Chưởng và minh oan cho Hồ Duy Hải, đăng trên một trang báo tiếng Việt của nước ngoài. Là luật sư lâu nay làm việc với những vụ án của tử tù kêu oan, cho nên tác giả cũng biết thông tin về vụ án của tử tù Nguyễn Văn Trưởng, hình ảnh bài viết của luật sư Ngô Ngọc Trai trên BBC. Theo tác giả để ý thì thấy mới đây báo chí đưa tin bên Singapore bắt đầu thi hành án tử hình lại sau gần 20 năm, bắt đầu với tử tội mua bán 30g ma túy. Có thể ai đó cho rằng khi có thông tin sự việc ở Singapore thì đó cũng là môi trường thông tin thuận lợi để tiến hành việc thi hành các bản án tử hình. Trong đó có tử tù Nguyễn Văn Chưởng, tác giả cho rằng các cấp lãnh đạo nhà nước cấp cao hơn nên dừng lại việc này, bởi nếu nhìn qua sự việc thì thấy việc thi hành án tử hình ở Singapore và Việt Nam không có gì khác nhau, nhưng đằng sau đó hai nước khác nhau một thứ, đó là vốn liếng xã hội. Tác giả nhận xét không biết ở bên Singapore, người dân dành nhiều niềm tin vào hoạt động đúng đắn của bộ máy hành chính tư pháp công bao nhiêu nhưng có thể hình dung rằng ở bên Singapore, người dân ít nghi ngờ vào quá trình điều tra xét xử của tòa án. Cái người ta băn khoăn chỉ là án tử hình có đúng và phù hợp với mong muốn của người dân về công lý và việc thi hành án tử có đi ngược lại các giá trị quyền con người. Trong khi đó, tác giả phân tích, ở Việt Nam lâu nay, việc điều tra, truy tố, xét xử một vụ án còn để lại nhiều băn khoăn. Bản thân các cơ quan nhà nước cũng đã nhiều lần thừa nhận rằng vẫn tồn tại những vấn đề bất cập trong hoạt động tố tụng. Tác giả nêu dẫn chứng điển hình như vụ cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt giữ một thẩm phán của tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về tội xâm phạm các hoạt động tư pháp vào ngày 4 tháng 8. Thêm vào đó, bối cảnh xã hội hiện nay cũng còn nhiều vấn đề thiếu tích cực, kinh tế tăng trưởng chậm, công nhân thất nghiệp nhiều vụ việc pháp lý trước đó cũng để lại những băn khoăn bàn luận rất lớn trong công chúng. Hình ảnh truyền thông đưa tin về vụ bắt giữ thẩm phán Võ Đình Sớm ở Gia Lai. Trong bối cảnh như vậy, tác giả cho rằng không nên tạo ra một sự vụ gây náo động như thi hành án tử hình đối với tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Thay vào đó, nhà nước nên thực hiện nhiều việc để ổn cố trật tự lương tâm xã hội, gây dựng vốn xã hội, việc nên làm là hoãn thi hành và ân xá cho tử tù. Từ vụ Nguyễn Văn Chưởng, tác giả cũng đề cập đến vụ Hồ Duy Hải. Tác giả băng khoăn về những dấu vân tay thu giữ được ở hiện trường vụ án, bưu điện cầu voi qua giám định đã cho kết luận là không phải dấu tay của Hồ Duy Hải. Vậy thì dấu tay đó là của ai? Đây là chứng cứ đặc biệt quan trọng nhưng lại bị bỏ lửng trong hồ sơ vụ án. Tác giả đề xuất nếu tiến hành tra soát đối chiếu với kho dữ liệu dấu vân tay của người dân cả nước khi làm thẻ căn cước công dân thì có thể tìm ra được người có dấu vân tay trùng khớp và đó chính là thủ phạm gây án tác giả từng đọc được bài báo về vụ án oan của nước anh mặc dù vụ án đã tìm ra được thủ phạm từ mấy chục năm trước nhưng tới nay với những cơ sở bằng chứng mới đưa đến nghi ngờ oan sai thì người ta xem xét lại và minh oan cho người bị coi là thủ phạm để làm được điều này thì trước đó có một số lượng công chúng cùng nhau ký thỉnh nguyện thư gửi đến tòa án nên cảnh sát và tòa án nước anh đã xem xét lại vụ việc tuy nhiên tác giả cho rằng điều này chưa có tiền lệ ở việt nam và tác giả hy vọng vụ án hồ duy hải sẽ được xem xét lại dù là theo một cách thức đơn giản hơn với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự dễ dàng tận dụng trong tra cứu thì đó chính là lý do hợp lý để thực hiện việc này làm sáng tỏ một bằng chứng pháp lý liên quan tới tước đoạt mạng sống con người để yên lòng công chúng là điều mà mọi nhà nước nên làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. Đ với bản tin các vụ án của hồ duy hải và nguyễn văn trưởng cần được xem xét lại. Công luận nói gì về vụ án nguyễn văn trưởng theo thông tin thời báo. Đ đã đưa vào ngày 4 tháng 8 năm 2023. Gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng nhận được thông báo từ tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng về việc làm đơn xin nhận tử thi tro cốt của người bị thi hành án tử hình. Hình ảnh thông báo của tòa án Hải Phòng gửi cho gia đình trưởng ngày 4 tháng 8. Thông báo không nói rõ ngày thi hành án hay Nguyễn Văn Chưởng đã bị xử tử hay chưa. Tuy nhiên, theo luật thi hành án hình sự, ngay thi hành án sẽ do một hội đồng thi hành án quyết định sau khi có quyết định thi hành án của tòa án, thông báo do Phó Chánh án Phạm Văn Phích ký. Nguyễn Trường Chinh, cha của tử tù Nguyễn Văn Trưởng, chia sẻ với afa rằng chính quyền mời ông ra ủy ban xã để thông báo việc này. Ông Chinh sau đó ghi vào biên bản rằng, con tôi không có tội mà cố tình thi hành án tử hình tôi sẽ nhận xác và đem xác đấy lên cơ quan trung ương đảng, cơ quan nhà nước Việt Nam để kêu oan cho con. Tôi cũng hỏi họ là có quyết định thi hành án hay không, mà thông báo nhận cho cốt hay xác thì họ nói có quyết định thi hành án rồi. Nhưng tại sao họ lại không cho tôi biết thi hành án ngày nào và tôi không nhận được quyết định thi hành án, ông Trinh nói thêm. Blogger Bùi Thanh Hiếu phân tích trên Facebook cá nhân của mình rằng Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã ém nhẹm vụ này xóa dấu vết và đổ tội cho nguyễn văn trưởng ai chứ anh ca thì thiên hạ đến giờ đều biết cái gì anh chẳng dám làm từ cướp đất của đoàn văn vương đến nhận hối lộ chạy án nếu chuyện này là anh ca thì thừa gan làm suy diễn thì tất nhiên không thể là chứng cứ để khẳng định nguyễn văn trưởng vô tội nhưng thực sự thì động cơ gây án của trưởng và hành vi tuần tra của anh sinh đều rất vô lý càng vô lý hơn là cả hai cái vô lý lại cùng gặp nhau và thành vụ án. Vụ án này bị Trương Hòa Bình khi đó cầm chịch tòa án tối cao, bác bỏ mọi đơn kêu oan, khiến cho gia đình trưởng không còn cơ quan pháp lý nào để khiếu kiện nữa. Theo tôi, Võ Văn Thưởng nên ra quyết định hợp tình hợp lý nào đó để thi hành án Nguyễn Văn Trưởng bị đình lại để thực sự thuyết phục rồi đem xử cũng chưa muộn. Hình ảnh đây là những con hưu làm bằng ni lông gửi từ phòng biệt giam của tử tù Nguyễn Văn Trưởng mọi người có thể nhìn được rõ ba tự viết trên ước của Hưu Oan. Nhà báo Nguyễn Thông thì cho biết, những ông bà hiểu luật từng bảo rằng tòa án không thể kết tội Tây Trùm Công an nhận rượu Hoàng Văn Hưng, mà cần áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Vậy tại sao không lên tiếng bên vực tử tù Nguyễn Văn Trưởng sắp bị thi hành án tử hình đi? Chả có chứng cứ gì là anh này thủ ác, thậm chí hơn chục năm nay còn bị coi là án oan tòa có thể bất chấp luật pháp kết án Hưng chung thân. Hưng sẽ không chết, thậm chí còn được tha sớm. Nhưng kết án tử hình và thi hành án trưởng, dù không chứng minh được hành vi phạm tội thì sẽ giết chết một mạng người, sau này có nhận ra sai thì cũng không sửa sai được. Những người quyết giết chết trưởng khi chưa chứng minh được rõ ràng anh này là có tội, hãy làm cam kết. Sau khi giết trưởng rồi, nếu bị sai thì sẽ bị trời đánh thánh vật, luật trời. Trước đó, năm 2011, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị hủy bản án đối với trưởng và đề nghị xét xử lại nhưng bị tòa án tối cao bác đề nghị này. Đến năm 2012, năm văn phòng luật sư biện hộ cho Nguyễn Văn Trưởng cùng làm kiến nghị gửi chủ tịch nước dừng thi hành án ngay lập tức vì những dấu hiệu oan sai trong vụ án. Hầu hết các vụ án oan ngất trời của Việt Nam đều dựa chính vào lời khai của nạn nhân và chữ ký thể nhận con đường đến với những bản khai nhận tội đó ít ai biết là máu và nước mắt đã được lau sạch, chỉ còn lại lấp lánh chiến công và sự ngạo nghễ của công an điều tra. Các trường hợp tử tù khi may mắn được minh oan đã kể lại những nhục hình kinh hoàng nếu không muốn nói là thú vật từ công an điều tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Công luận nói gì về vụ án Nguyễn Văn Trưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d